Hello mọi người, quay lại với kênh của đặc sản miền Tây quê tôi. Hôm nay cửa hàng mình xin giới thiệu một đặc sản và không bao giờ gọi là hết độ hot, đó là khô chuột một nắng hay mấy bạn. Hôm nay là một ngày cuối tháng 2 năm 2021 rồi. Hiện tại thì mùa này chuột chưa có vô mùa nha mấy bạn. Cho nên là chuột mùa này gom rất là khó và con nó cũng hơi nhỏ nữa ha. Mấy bạn thấy trong clip á, thì một hộp nó tới 6-7 con và có hộp nhỏ hơn thì tới 8 con ha. Thì 1 ký nó sẽ dao động từ 12 đến 15-16 con. Chuột này là chuột đồng chính hiệu 100% ha mấy bạn. Này là chuột khô một nắng đã được ướp sẵn sả tỏi ớt rồi và được đóng gói hút chân không sạch sẽ như hình ha. Một hộp nửa ký, cửa hàng mình đang bán lẻ với giá là 180.000 một ký ha, 90.000 một hộp. Các bạn ủng hộ mình nhé.